chào chị. Không liêu đâu. Dạ, liêu đâu. Dạ. Đằng sau luôn chị ơi. Đi ăn cơm rồi chị. Dạ. Khu này nè. Trời, chị lại chị thương ai chị cũng đụng á, có đụng không chừng không chị. Không, chị không nói đâu. Không, chị không nói đâu. Đám kỳ la nà quay. Không. À, để em lấy cho chị một cái bình hoa nha. Sẽ làm hộ cho con. Lấy cho chị cái bình hoa nha. Chị không thích lên đâu. Ừ, sẽ làm chị cho lại nè, con ngon dán nha. Chào chị. Nãy chị nói từ Biên Hòa hả chị? Ở Sài Gòn. À, Sài Gòn. Làm cho nói là chị bố má em là chị biết em luôn. Chị đừng nghe em muốn. Em biết chị cũng liêu rồi đó. Dạ. Chị muốn bánh bí chưa mà không có chứ tiểu. Bánh bí nào cũng được. Hai đoàn ở đây là có cho khách sạn không có đi không không? À. Có khách sạn ở Nghĩa Trang. À, thì tính về tới qua đêm mất. Wow. Có ở đây hả? Đêm đây thì sáng mai vừa tấp nhân cậu nữa mới đi về. Ủa mà chị đến hai chỗ chị xuống. Là chị cho mạnh không hả chị? Chị là chỗ chị xuống á. Chị ở ngoài đầu đường. Chị đi hả? Sáng đi 7 giờ, 7 giờ đi tới giờ. Chị đi xe của Phương Trang á. Em qua là chị đi chơi xuống hả? Tiểu này chăm lo cái cậu lắm nè. Chị có phụ gì em phụ cho chị? Ông này là cái gì nhất nè? Đó, anh nói là đỏ đỏ. Nghe luôn á. Nghe luôn. Lồng lộng luôn á. Lồng lộng luôn á. Nên là cũng nghe đúng không chị? Này đó. Cậu năm trước cậu năm cậu thành phải này mà cậu ruột của ảnh đó chị ruột luôn đó chị cậu không vậy em hỏi thành lấy một dĩa đó hả chị mình rồi sáu mươi hai này để dùng như sáng ráng nha cởi cái nón xuống cho nó mát em phụ gì em phụ cho trời ơi chị nghĩ sao vậy chị nghĩ sao kia nó có xem chị là tạo thêm mâu thuẫn có lỗi với cậu đó một tay em là dọn dẹp hết á chị biết tên đâu chị anh em chỉ là phụ của em thôi còn nay em chính chị biết trong nay anh nói gì không rẻ thôi mọi người nha ăn sáng dậy đó nghe anh cậu chưa rồi bây giờ mời cho cậu đi uống nữa cậu đi à. Rồi nhất bái thiên địa nhị bái thiên đường không có thuốc rồi đấy rồi hết thuốc luôn rồi không quẹt không à rồi đấy đi mua thuốc cho cậu đi anh ơi thuốc anh có thuốc anh có cậu cái anh hằng đốt bây giờ không có số mồi đỡ xuống này đi hả là hút gì anh chết hả mèo cậu hút đỡ đi cậu lát rồi con chạy ra cho cậu nói bài số đốt thuốc phải nói sao anh Hằng? Quá chuyên nghiệp thuốc rồi cậu ơi. Biết hôm nay có cái chị cái này hồi chết với em hết cũng lâu rồi chị lên chị mời chị vô lắng nghe nè. Xây cây cầu ngày xưa tôi mới lên dưới quê chị này nè. Hình như cái cầu đó tên là cầu đúng không chị? Rồi hello mọi người nha. Hôm nay là ở dưới Bến Tre lên nói về cái việc xây cầu. Để cho chị đốt nhang mọi người. Để cho chị vô đốt nhang đi Năng. Ừ, mình cho chị đốt nhang đi rồi mình hỏi sao. Rồi bây giờ Năng nãy lắc lắc qua lắc lại hoài trời. Anh nói giỏi cho chị Năng bắt về chị không nói được. Chị cái cây cầu đó là nhiều người Bến Tre là người ta có lại tham quan không? Cái tên là đúng là để tên chị, cầu luôn á. Chị thắp nhang xong nhà chị chia sẻ. Rồi. Không, cái việc đó là nó đã đưa lên mạng là ai cũng biết rồi.
Không, cái đó việc tốt của cậu là phải nêu lên để làm gương. Những người khác là người ta làm cái chuyện đó là tốt lắm mà. Sát bên nhà chị luôn á, cái cầu á, cái xỉu tú của Linh á. Là bữa trơm bánh tre đúng không chị? Ủa là sát nhà chị luôn hả? Trời ơi. Cảm ơn tôi, chị mới về, chị mới đi qua chị giờ. Dạ, chị mới đi qua chị chồng đó luôn. Xong cũng vừa. Chị có chụp cái hình nào không chị? Chị không thấy đâu. Chị nói chị về. Cái cầu đó thấy cũng nhỏ nhưng mà xe hai xe Honda chạy lọt. Có cầu là hả, ở người ta có thuận tiện đường ra vô lắm á. Nông thôn ra. Tốt lắm á thiệt. Ở bên xe la cho chị lúc nhan cả. Tỉnh làm mấy chuyện rồi năm cái xíu cho. Mọi người ơi, thì giờ để chị thắp nhang. Chị cho đi, cho mượn chỗ đi. Thì, trời ơi, nguyên cái chỗ này mà chị còn mượn nữa. Thôi, cho mượn chỗ đi. Trời ơi. Chị đã hết đây. Chị thôi, bây giờ mình đi ra. Bây giờ chị thắp nhang, chị cầu xin những cái điều mà riêng tư. Thì Hân Trần cũng cố gắng không có chia sẻ điều riêng tư. Thôi, đừng nói chồng đó mình ra. Thôi đi. Thôi, được rồi. Tắt hết để đi. Đúng rồi, để cho xin đi. Chị cứ thắp nhang đi, em quay về phía này mà. Chị đang thắp nhang rồi, chị không tiện quay hình. Sau khi thắp nhang, Hân Trần sẽ hỏi về đặc biệt về cái cầu nghệ sĩ ưu tú của Linh. Cái cầu đó là có lên trên mạng rất là nhiều lần rồi, nhiều người khen cầu lắm. Nghe nói anh xô xuống dưới anh xây đó, anh cũng chia sẻ với Hân Trần.